Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Xem ngày tốt trong tháng 8 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Tôi là trợ lý của thầy Gia Cát. Thì như quý vị đã biết, tháng 8 là tháng Ất Mùi. Tháng âm lịch ấy là tháng Ất Mùi. Đấy. Thì là cái tháng là tháng của hoa hồng, chúa của các loài hoa. Vẻ đẹp của hoa hồng được tượng trưng cho tình yêu, cho sự mãnh liệt. Ý nghĩa của tháng 8 là chớm đến mùa thu ấy. Có những ngày nắng dịu rất là tuyệt đẹp. Đấy. Vì vậy mà tháng 8 mang đến cái hình hài của miền Nam trong cái cách mạng tháng 8 năm 1945 ấy. Tháng 8 cũng là những tháng mà sinh ra những người đặc biệt. Hãy chi là chúng ta cùng tìm hiểu những ngày tốt trong tháng 8 xem có cái gì đặc biệt không nhé. Thì tháng 8 âm lịch năm 2021 thì bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch. Và ngày khởi là ngày Mậu Ngọ là ngày mùng 1. Tháng 8 âm lịch là tháng Thiếu, là tháng Đinh Dậu, tháng Thiếu. Thì việc lựa chọn ra ngày tốt thì như thường lệ chúng ta vẫn cần phải loại bỏ ra những ngày xấu trong tháng. Bao gồm các ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, Thụ Tử, ngày Nguyệt Phá và ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Đầu tiên là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì là cố định bao gồm ngày mùng 3 là ngày Canh Thân, chúng ta loại bỏ. Ngày mùng 7 là ngày Giáp Tý. Ngày 13 là ngày Canh Ngọ. Ngày 18 là ngày Ất Hợi. Ngày 22 là ngày Kỷ Mão. Và cuối cùng là ngày 27 là ngày Giáp Thân. Ngày con nước trong tháng này có 3 ngày, ngày mùng 3, 17 và ngày 27. Thì ba ngày này lại trùng với ngày con nữa, với ngày Tam Nương, chúng ta lại bỏ luôn. Dương Công Kỵ cũng là trùng với ngày Tam Nương và ngày con nước. Tháng này hơi đặc biệt chút. Trong tháng 8 âm lịch thì sát chủ là tại Hợi, vị trí tất cả những ngày Hợi chúng ta không sử dụng. Ngày Thụ Tử là ngày Mùi, vị trí chúng ta cũng bỏ. Nguyệt Phá là ngày Mão. Đấy, tháng tháng Dậu đúng không ạ? Tháng Đinh Dậu thì Mão Dậu tương xung, ngày Mão là ngày Nguyệt Phá. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Tân Dậu và Ất Dậu, tức là ngày Tân Dậu này, Ất Dậu này, Tân Dậu. Xin lỗi, là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Tân Dậu và Quý Dậu là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Thì chúng ta cũng loại bỏ không dùng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đầu công để chọn ra những ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch này. Tết Trung Thu. Đầu công có nói là tháng 8 là gồm hai tiết Bạch Lộ và Thu Phân. Trước Thu Phân một ngày là Tứ Ly, sau Bạch Lộ thì Tam Sát tại Đông, các phương Dần, Mão, Thìn thì kỵ tu tạo động thổ. Vậy chi là quý vị nhớ là những nhà nào mà ở hướng 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 dần là ở đông bắc này, mão là ở đông và thìn là đông nam, rơi vào ba tọa độ đấy thì quý vị không nên tụ tạo hay là động thổ. Bây giờ ta xếp theo đồng công về các ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch. Thì vừa qua cái tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thì tháng 8 âm lịch là trong một trong những cái thời điểm mà mọi người có thể quay lại mua sắm đồ đạc, cũng là một trong những thời điểm mà các đơn vị kinh doanh hoặc là các cửa hàng có thể mở lại khai trương. Thì trong cái đại dịch Covid này thì hy vọng là cũng sẽ sớm qua để mọi người có được cuộc sống là tốt lành hơn. Đầu tiên ta xét đến ngày Dậu. Ngày Dậu là trực kiến bị phạm tiểu hồng sa. Tuy có thiên thành nhưng lại là chính là lúc ngũ hành tự bại, trăm sự đều hung, lại còn kiêm phạm cả thiên địa chuyển sát. Nên là không dùng vào việc gì. Trên là ngày Dậu là ta bỏ không dùng. Tiếp theo là ngày Tuất. Ngày Canh Tuất thì có Thiên Nguyệt Nhị Đức. Canh Tuất không có này, Mậu Tuất không có này. Ngày Giáp Tuất thì nên hưng công động thổ. Ngày Giáp Tuất là ngày 17. Giáp Tuất nên hưng công động thổ khai trương. Được đại cát, Bính Tuất cho tôi. Tức là chỉ có ngày 17 là ngày Giáp Tuất thôi đúng không? 17 Giáp Tuất là đại cát. Ngày 17 Giáp Tuất thì là được đại cát.
Nên hưng công động thổ khai trương dùng các việc dùng ngày này thì được được thứ cát, xin lỗi quý vị, ngày 17 là thứ cát thôi, giáp tuất. Còn các ngày tuất khác thì không nên dùng. 29 bỏ và mùng 5 bỏ, sát tập nhà trong cung rất là xấu. Tiếp theo ngày Hợi. Ngày Hợi thì có Thiên Phú, ngày Ất Hợi có Văn Xương Quý Hiển, nhưng lại bị phạm vào ngày Tam Nương, chủ về đổ vỡ, quý vị không nên dùng. Kỷ Hợi thì có các tinh. Tóm lại ngày Hợi là ngày sát chủ, chúng ta đã loại bỏ, chúng ta không xét nữa. Chúng ta xét đến ngày Tý. Ngày Tý thì ngày trực bình, bị phạm vãng vong, châu tước câu giảo, liên quan đến chiêu quân tư, tổn tranh trưởng. Ngày Bính Tý lại là lúc nước trong sạch. Lợi cho việc là khởi công hôn nhân, ngày Bính Tý là ngày tốt này. Đấy, ngày 19 Bính Tý là ngày tốt nha, quý vị lưu ý. Thì tôi cũng đã ghi ra đây rồi, quý vị cứ thế mà theo dõi. Ngày Sửu thì có Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu là ngày thứ cát. Duy chỉ có ngày Kỷ Sửu thì trong này không có. Ngày Sửu thì là trực định ở Đồng Công Nguyên Bổn, thì trong sách có ghi là Tân Sửu, Quý Sửu là hai ngày thứ cát. Ất Sửu là mùng 8 ấy. Đinh Sửu cũng là ngày thứ cát. Duy chỉ có ngày Kỷ Sửu là bất lợi. Còn các lịch pháp khác nói rằng ngày Đinh Sửu, Quý Sửu thì phạm châu tức câu giảo, lại bị kế khung của Bạch Hổ và sát tập nhập trung cung. Tân Sửu thì cũng gặp ngũ mộ, nhưng theo Đổng Công thì là ngày Sửu trong tháng 6 âm lịch này thì là ngày thứ cát, thì bao gồm hai ngày mùng 8 là ngày Ất Sửu và ngày 20 là ngày Đinh Sửu. Mùng 8 Ất Sửu và 20 Đinh Sửu tôi đã nốt ra đây rồi, quý vị có thể theo dõi. Vị trí ngày Sửu có 2 ngày tốt, đó là ngày mùng 8 và ngày 20. Chúng ta xét đến ngày Dần. Ngày Dần là trực chấp thì có Huỳnh Sa. Đấy. Ngày Canh Dần có Thiên Nguyệt Nhị Đức. Canh Dần không có, chỉ có Bính Dần là ngày mùng 9 và Mậu Dần là ngày 21. Canh Dần có Thiên Nguyệt Nhị Đức là có Huỳnh Lan, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Bảo Tàng, Điền Đường, Khố Lâu, Tụ Lộc, Đái Mã, Loan Dư, Quan Diệu. Rất nhiều sao tốt. Khởi tạo hôn nhân động thổ. Các ngày Dần khác cũng thứ cát, duy chỉ có Giáp Dần là không dùng được. Giáp Dần thì tháng này không có, vị phạm chính tứ phế. Vị trí trong tháng này là ngày Dần là có ngày mùng 9 là ngày Bính Dần, 21 là ngày Mậu Dần, là hai ngày thứ cát, có thể dùng được những việc nhỏ. Tiếp theo tôi xét ngày Mão. Ngày Mão thì có thiên tặc, hơn nữa thì lại là ngày Nguyệt Phá. Vị trí là chúng ta không nên dùng, tôi lại bỏ đi nhé. Tiếp đến là ngày Thìn. Ngày Thìn thì có Nhâm Thìn thì không có, Bính Thìn cũng không có, chỉ có ngày Mậu Thìn và ngày Canh Thìn. Thì ngày Mậu Thìn thì Đổng Công có viết là ngày Mậu Thìn thảo mộc điêu linh, ngày Canh Thìn thì địa tương nghi không tốt, Giáp Thìn thì sát tập nhập trong cung. Vị trí là những ngày Thìn cũng là ngày xấu, chúng ta không sử dụng. Tiếp đến ta xét ngày Tỵ. Ngày Tỵ trực thành có Thiên Hỷ, ngày Ất Tỵ và Kỷ Tỵ thì có cát tinh. Ất Tỵ, Kỷ Tỵ là ngày 12 đấy, thì lại có cát tinh như là Tử Đàn, Đới Lộc, Dịch Mã, Tập Tụ, Khúc Đường cùng chiếu, nên là hôn nhân nhập trạch, hưng công động thổ khai trương xuất hành khởi tạo, làm kho lỗ chuồng châu dê thì được đại cát. Còn các ngày Tỵ khác bao gồm ngày 24 Tân Tỵ là ngày thứ cát. Đây, cái ngày 12 Kỷ Tỵ này là ngày đại cát, còn ngày Tân Tỵ này là ngày thứ cát. Vị trí trong ngày Tỵ thì có hai ngày là ngày 12 Kỷ Tỵ thì là ngày đại cát và ngày 24 Tân Tỵ là ngày thứ cát. Tiếp đến ta xét ngày Ngọ. Ngày Ngọ thì sẽ có 3 ngày, Mậu Ngọ là ngày mùng 1, 13 là Canh Ngọ và 25 là Nhâm Ngọ. Thì ngày Nhâm Ngọ, Canh Ngọ là ngày 13 thì là ngày Tam Nương, ta lại bỏ rồi. Bây giờ ta xét xem ngày Mậu Ngọ và ngày Nhâm Ngọ như thế nào. Ngày Ngọ thì Đổng Công có nói là trực thâu, được phước sanh, tiếc là bị kiến phá. Kiến phá xung là ngày thứ cát. Nhâm Ngọ thì có hỏa tinh,
dùng làm công việc được thứ cát. Đây, nhâm ngọ là ngày 25 là thứ cát. Duy của mậu ngọ, mậu ngọ là ngày mùng 1, mậu ngọ là ngày mùng 1 này. Không lợi và canh ngọ cũng không lợi. Tóm lại là ngày mùng 1 chúng ta cũng không dùng. Chỉ dùng được mỗi một ngày, ngày ngọ thì dùng ngày 25 là ngày nhâm ngọ. Tiếp đến ngày mùi thụ tử chúng ta không sử dụng. Ngày thân, ngày thân thì ngày mậu thân thì có thiên xá, giáp thân, canh thân, bính thân. Bính thân là mậu thân. Thì có thiên đức, nguyệt nhị đức, nên hương công động thổ, dựng cột, gác đòn, dông. Ngày giáp thân và nhâm thân là thứ cát. Giáp thân và nhâm thân. Ngày nhâm thân là ngày 15, 15 là ngày thứ cát. Còn ngày mùng 3 và ngày 27 thì đã phạm ngày tam lương, ta loại bỏ rồi. Thứ cát, nhâm thân là ngày 15. Ok. Vị trí là chúng ta vừa xét xong những ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Đấy. Thì tôi đã tổng hợp ở đây rồi, những ngày tốt này, đại cát. Và những ngày thứ cát để quý vị có thể lựa chọn. Thì trong cái tháng 8 âm lịch này có ngày đại cát là ngày 12 là ngày Kỷ Tỵ và ngày 19 là ngày Bính Tý. Còn ngày tiểu cát có rất nhiều ngày. Thì tùy theo việc lớn việc nhỏ, quý vị hãy lựa chọn ra cho mình những cái ngày tốt nhất, phù hợp nhất với thời điểm mà mình định tiến hành cái công việc của mình, như động thổ, khai trương, hôn nhân, nhập trạch, vân vân. Thì quý vị vừa theo dõi là và cùng tôi tổng hợp là những ngày tốt. Thì đây là ngày đại cát nhé. Đại cát có 2 ngày, 12 Kỷ Tỵ và ngày 19 là ngày Bính Tý. Tháng 8 âm lịch thì có ngày, đây là những ngày thứ cát, thì quý vị có thể chụp lại màn hình hoặc là cho dừng thì dừng màn hình lại và ghi lại để có thể chọn ra những ngày tốt để dụng việc cho mình. Trên đây là chia sẻ của tôi về những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất về cái phương pháp xem ngày. Chúng tôi sẽ sử dụng rất nhiều phương pháp xem ngày ngoài đồng công ra thì còn những cái tài liệu khác nữa. Đấy, để ứng dụng cho công việc nó được linh hoạt và chính xác hơn. Thì chúng tôi sẽ có những cái series xem ngày theo từng việc, ví dụ động thổ này, làm nhà, dựng cột gác đòn rông hoặc là cưới hỏi, ma chay, vân vân. Đấy, thì đều có những cái ngày phù hợp cho quý vị. Thì quý vị đừng quên theo dõi và nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra thì trong thời gian làm chương trình thì cũng rất mong được quý vị là góp ý để chương trình ngày được một hay hơn, hấp dẫn hơn và đúng đắn hơn, để giúp quý vị là chọn được những ngày tốt xấu cũng như là sử dụng cái kiến thức huyền học này vào trong công việc được đúng đắn và chính xác. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy comment dưới cái dòng ô bình luận, dưới cái ô bình luận ở dưới video của các bạn. Và thứ hai là gì, có thể gọi điện trực tiếp đến cái hotline của chương trình góp ý để chúng tôi sẽ hoàn thiện và giúp quý vị có được những cái bước đi tốt hơn, lựa chọn là những cái tư vấn quý vị những cái phương pháp huyền học để ứng dụng vào cuộc sống của quý vị được tốt hơn, được may mắn, được tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và may mắn.